Hôm nay là ngày thứ bảy nên có rất là nhiều người Việt mình đổ sang Trung Quốc để du lịch. Cà phê Việt Nam hả chị? Cà phê Việt Nam hả? À, nhiều khi mình nhìn người Trung Quốc với người Việt Nam mình không phân biệt được. Rất là nhiều món ăn và nhiều đồ uống. Đây thì món này quá quen thuộc rồi. Mấy chục người đang đứng nhìn qua Việt Nam mọi người. Cô, có người Việt Nam luôn hả? Dạ. Cô... Ok, hello chào mọi người nha. Hiện tại thì Vương Khang vừa làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam. Bây giờ mình chờ để làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc để review toàn cảnh thành phố Đông Hưng cho mọi người xem. Và mình sẽ chia sẻ những cái lưu ý, những cái điều mà khi mọi người đi Trung Quốc nên biết nhé. Nên biết ở trong video này. Thì mọi người có thể thấy thì có rất là nhiều người Việt mình đang đi sang Trung Quốc này. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 7, đông kinh khủng khiếp đó mọi người ạ. Phía bên trong kia là cái khu vực mà chuồng chó, chỗ mà gửi xe, gọi là khu vực gửi xe của Trung Quốc ấy. Mình nói như vậy để mọi người dễ hiểu. Đã có cả ngàn người Việt Nam mình, bao nhiêu tour, bao nhiêu đoàn du lịch đang đứng bên trong đó, rất là đông. Mọi người đi du lịch thì mọi người hãy để ý cái ngày thứ bảy chủ nhật này. Nếu mà mọi người đi thì sẽ phải gọi là làm thủ tục xếp hàng, có khi là khoảng 3 đến 4 tiếng là bình thường nhá. Còn đây là cái đường ở bên Trung Quốc này mọi người nhá. Mọi người có thể nhìn thấy hàng rào thép gai ở Trung Quốc này. Bên trên thì nhìn hàng rào rất là bình thường thôi, là cái tường bình thường thôi, nhưng ở dưới nó có một cái hệ thống an ninh bằng thép gai để mà vượt biên vào là không thể đâu. Còn bên kia là Việt Nam mình. Phân ranh là giữa dòng sông này nhá, dòng sông Ca Long. Ngày xưa thì có nhiều thuyền bè chạy nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ mình vào Trung Quốc rồi nhá. Khi mọi người nhập cảnh vào Trung Quốc xong ấy thì mọi người sẽ xuống chỗ này. Có rất là nhiều người Việt mình ở đây. Vậy nên mọi người có thể là thoải mái mua đồ ăn hay nói chuyện với người Việt. Đây là những anh xe ôm người Trung Quốc. Những anh xe ôm này cũng rất là lịch sự nhá. Người ta chỉ mời mình một lần không đi thì người ta cũng thôi. Mình sang mình cứ nói là bố sự có nghĩa là bảo không không là ok. Đó. Thì mình cũng là một người trải nghiệm du lịch cũng là bình thường như mọi người thôi. Mình cũng không phải là người chuyên đi du lịch Trung Quốc hay là về review Trung Quốc hay gì đó. Mình cũng thích Trung Quốc và mình cũng đi khám phá thì mình đang tập tuệ, gọi là tập tuệ nói tiếng Trung thôi. Mình nhiều câu mình cũng không biết đâu. Mình quay cho mọi người xem. Đây là cái nối. Cái nối mà khi mọi người đi về thì đi nối này mọi người nhá. Khi mọi người đi từ Trung Quốc về Việt Nam thì mọi người đi nối đó. Đó. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi tham quan cái khu gọi là người ta gọi là cái khu phố người Việt. Khu phố người Việt trước. Xong mình sẽ dẫn mọi người đi lòng vòng để tìm những cái gì đó mới lạ trong video này. Khu phố người Việt này thì mình thấy rằng là có rất là nhiều người Việt buôn bán hàng hóa ở đây. Và có rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là cà phê mọi người ạ. Cà phê, bánh mía, rồi là bánh đậu xanh, nước ngọt, mì gói, rất là nhiều. Đấy mọi người thấy không? Rất là nhiều cô chú người Việt mình đang buôn bán, mua bán ở đây này. Nhiều người cứ hỏi mình là đi sang Trung Quốc có dễ không? Rồi cần những thủ tục gì? Thì sang Trung Quốc là cực khó mọi người nhá. Mọi người sang Trung Quốc bây giờ mọi người phải có đủ điều kiện, có nghĩa là có đầy đủ giấy tờ. Và cái đặc biệt là phải có WhatsApp mọi người nhá. WhatsApp nếu mà mọi người đi tự túc đi visa, còn mọi người đi theo đoàn thì đoàn người ta sẽ lo, công ty người ta sẽ hỗ trợ cái việc mà khai báo WhatsApp. Thì nó có hai cái giấy tờ chính để mọi người đi Trung Quốc bây giờ. Một là cái sổ thông hành màu vàng là mọi người phải đi theo công ty du lịch mọi người nhá. Đoàn là từ 3 người trở lên. Còn hai là mọi người đi hộ chiếu thì mọi người phải đi xin visa. Xin dán visa xong thì mọi người đi hộ chiếu thì khoảng 10 đến 15 ngày là mọi người được gọi là qua lại ở bên Trung Quốc. Còn đi sổ vàng á, sổ vàng nhá. Sổ vàng là mọi người chỉ đi được, sổ vàng chỉ đi được 2 ngày 1 đêm là cao nhất. Còn bình thường là người ta đi có 1 ngày thôi, 1 ngày thôi là người ta đi về, đoàn sẽ dẫn đi về là hết sổ vàng. Còn cái hộ chiếu mình quên, mình nói nhầm á. Không phải là mọi người đi lại trong vòng 10, 15 ngày đó, mà có nghĩa là mọi người xin hộ chiếu là thường người ta cấp cho 15 ngày. Ví dụ như 15 ngày mà mọi người sang 1 ngày, mọi người đi về cũng là hết hộ chiếu nhá. Hết hộ chiếu, giá của nó thì khoảng độ từ 2 triệu đến 5 triệu. Tùy vào mọi người là cần gấp hay là cần thư. Đó, đây là cái khu phố người Việt mọi người này. Chợ bán buôn quốc tế vạn chúng. Đó. Bên trong đấy bán rất là nhiều những sản phẩm của Việt Nam mình. Nó xem vào nhau cả hàng Trung Quốc cả hàng Việt Nam. Mọi người vào đó thì mọi người có thể là mua hàng Trung Quốc cũng có, đồ Trung Quốc cũng có mà đồ Việt Nam cũng có, hai mặt hàng phục vụ cho những khách ở Trung Quốc ấy, mà người ta ở bên trong người ta ra đây đi du lịch, người ta không có sang Việt Nam nhưng mà người ta đến đây người ta chơi, người ta cảm giác như đi Việt Nam á, xong người ta sẽ mua đồ người ta quay trở lại bên Trung Quốc. Đó, còn đây là mình đang đi hướng ra cái bờ biên Việt Nam mình nhá mọi người nhá, khu phố người Việt ở gần ngay cạnh bờ biên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ở đây có cà phê Việt Nam mọi người này. Cà phê Việt Nam hả chị? Cà phê Việt Nam hả?
À, Việt Nam à? Cho em một ly cà phê đá bao nhiêu? 12 tệ à? À mà mình đang đói. 12 tệ à? 15 tệ à? Có cả nước ép à? Có cả nước ép trái cây à? À, chị người Trung Quốc à? À, em tưởng chị người Việt Nam. Đây là mấy cô người Trung Quốc nhưng mà mặc áo dài, mình tưởng là Việt Nam. À, chị xia. À, mọi người thấy không? À, xong cái này khá là thú vị luôn. Nhiều khi mình nhìn người Trung Quốc với người Việt Nam mình không phân biệt được. À, mình thấy mặc áo dài mình tưởng đâu Việt Nam cơ. Nói chuyện một lúc thì chị bảo rằng là chị là người Trung Quốc. Đấy, bên trong kia mọi người có thể thấy à, có rất là nhiều hình ảnh của cô gái mặc áo dài, cô gái Việt Nam mình á, mặc áo dài đứng tượng trưng ở bên này. Bên này mít tố nữ mình ạ. Mít tố nữ này khá là ngon luôn. À, bên trong đây là cái khu như kiểu khu phố đi bộ này người. Bán rất là nhiều món ăn và nhiều đồ uống rất là ngon á. Mình cũng có vào được đó cho quay cho mọi người xem rồi, mọi người để xem lại video cũ của mình. Đó, trong đó là phố đi bộ mọi người. Trong đó thì nó khá là dài, vậy nên bây giờ mà mình vào đó thì khá là tốn thời gian. Đây thì món này quá quen thuộc rồi. Món này là trứng vịt nộn ở Việt Nam mình. Trung Quốc thì người ta rất là ít ăn. Và nếu mà người ta ăn là ăn thử theo kiểu như kiểu là ăn thử đặc sản ấy. Ăn thử xem cho biết ấy. Bên này thì người ta bán là khoảng đầu 5 tệ, 5 tệ một trái. 10 tệ hai trái thì một tệ là 3.300 thì mọi người nhân lên là ra giá tiền. Đó. Thì hôm nay tại sao mà mình không đi bộ để nhận nghe quay cho mọi người ở trong đó nhá? Tại vì vấn đề là mọi người ơi, vấn đề là hôm nay là mình muốn chia sẻ mọi người là toàn cảnh thành phố Đông Hưng. Nghĩa là mình sẽ quay rộng hết cỡ có thể để cho mọi người đi một vòng du lịch bụi của mình. Du lịch bụi của mình đi một vòng ở thành phố Đông Hưng nhá. Đó, cái khu vực này thì mọi người có thể thấy đây là cái cột mốc ở Trung Quốc. Nói về cái kiểu như là đánh dấu lịch sử gì đó. Người ta rất là thích đến đây chụp hình này, cột mốc bằng đá này. Đó. Và đặc biệt là người Trung Quốc người ta rất là thích ngắm nhìn Việt Nam mọi người. Đó, mọi người thấy không? Hàng chục người Trung Quốc đang ngắm nhìn sang bên kia là Việt Nam mình mọi người. Đó. Và người ta rất là thích chụp hình cột mốc này này. Mốc này kiểu như là một cái bia đá cổ mọi người ạ, cổ thời xưa mọi người. Bên kia thì kể là cái cây cầu bắc qua Việt Nam. Bên này là bên Trung Quốc. Và hàng mấy chục người đang đứng nhìn qua Việt Nam mọi người. À, tại vì người ta ở trong trong sâu của Trung Quốc ấy, người ta ra đây người ta du lịch. Người ta không có điều kiện, ý là người ta không có làm thủ tục để xuất cảnh sang Việt Nam ấy, người ta chỉ có thể đứng bên này để cảm nhận là đi du lịch Việt Nam. Và cái điều đặc biệt là người ta đến đây người ta mua những cái mặt hàng của người Việt Nam mình về làm quà mọi người. Và mình chạy đến kia thì nắng quá. Còn bên này thì mọi người sẽ không bất ngờ khi mà gặp được người Việt. Vì người Việt mình sáng ra ấy, bắt đầu khi mà hải quan mở cửa ấy, thì sang bên này rất là nhiều. Bán những cái mặt hàng bên này này. Đặc biệt là bán hàng rong mọi người. Mọi người mà đi mà để ý mà gặp 5 cô, 6 cô, 7 cô người bán hàng rong ấy. Thì là đến một nửa là người Việt, có khi hơn á, gần như là người Việt không à. Ở ngay ở bên cạnh cái chợ Bạn Chúng thì mọi người sẽ thấy một cái khu bán như thế này. Thì mình gọi cái khu này là khu chợ biên giới ở Trung Quốc. Thì bán rất là nhiều những cái đồ lưu niệm để cho khách du lịch từ phía bên trong Trung Quốc ra người ta mua. Đấy, đây này. Người ta mua mang về làm quà. Ở đây có rất là nhiều mặt hàng của Việt Nam mọi người nhá. Đặc biệt là những cái món như là chè Thái Nguyên này, bánh đậu xanh này. Rồi là nhiều cái thứ nữa. Với nón cối này, mũ cối á, mũ cối này, nón lá này. Đó. Khu này thì có hàng chắc phải cỡ 5-70 sập mọi người ạ. Bên trong cái còn nữa cơ, 5-70 sập, 100 sập ấy. Mỗi sập thì người ta làm rất là đơn sơ, rất là gọn gàng như này này. Đó. Và người ta bán rất là nhiều những món hàng mình có thể mua ở đây. Chủ yếu là bán cho khách du lịch để mang về làm quà thôi. Đó. Khu này thì ngay cạnh khu chợ Bán Chúng mọi người nhá. Đến chợ Bán Chúng thì mọi người đi xích thêm một xíu nữa mọi người sẽ thấy chỗ này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái gì mà mình biết được để cho mọi người đi Đông Hưng Trung Quốc khỏi bỡ ngỡ. Còn bên trong đây là những cái quán nước. Bên trong đây là những cái quán nước và có một cái khu hàng rào thép gai để cho những người Trung Quốc người ta đứng người ta chụp hình Việt Nam mình ngắm nhìn sang Việt Nam ạ. Bên trong đó.
Và bên trong đó nó có những cái gọi là mốc lịch sử và có những cái bài thơ người ta viết trên đá. Mình đã quay rồi nên mình không quay nữa. Còn đi đến đây một xích một xíu nữa thì sẽ là cái đường phố đi bộ. Phố đi bộ bán rất là nhiều đồ ăn, đồ uống và những cái đồ mua về làm quà mọi người. Đó, hai bên luôn, bên này bên kia. Bên này thì nó như thế này. Đó, nó có một cái cổng khá là đẹp luôn mọi người ạ. Dành cho người ta đi bộ vào để mua sắm. Và khá là đẹp luôn. Đó. À, bây giờ mình chạy vào đây xong mình đi ra cái đường chính. Mình chạy vào đây mình đi ra cái đường chính mọi người ạ. Mình vừa đi vừa nói thì nó không được chuẩn lắm. Vậy nhiều khi mọi người thông cảm bỏ qua cho những cái câu nói mà mình nói nó không hay nhá. Tại vì người ta về nhà người ta nồng tiếng. Còn như mình đây á, nhiều đoạn video là mình vừa đi vừa trải nghiệm, gặp gì nói đấy. Ví dụ đây là bánh đậu xanh, mình nói bánh đậu xanh của Việt Nam này, bánh sầu riêng này. Thì mình nói như thế thì nhiều khi á, trong cái lúc mà di chuyển xe á, tại vì một tay cầm máy, một tay thì lái xe, nhiều khi mình va vấp hay mình nói nó không chuẩn á. Còn nói chuyện mà mình nói ngọng là không có đâu, ngọng anh em mọi người nhá. Mọi người cứ bảo nờ cao nờ thấp mình nói ngọng, không phải ngọng đâu. Cái tiếng địa phương của mình vậy. Bạn nào về Kim Sơn, về khu vực Nga Sơn, rồi là về cái khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa đấy, mà bạn gặp những người như mình mà bạn nói vậy có khi là bạn bị ăn xúc luôn đấy. Tại vì cái ngôn ngữ vùng miền như mình như vậy, bây giờ ấy, mọi người đến chỗ mình ấy thì 10 người là 9 người là nói như mình rồi. Bây giờ mọi người mà đến vùng mình mà bảo chứ chọc chọc, bảo chứ lờ là có khi là người ta sẽ không thích đâu. Còn gặp thanh niên thì chọc chọc vậy nó đánh cho thì nuôi lại bảo sao số mình xui. Đúng, ngôn ngữ vùng miền mà. Ví dụ như mình ở chỗ mình ngã nhưng mà chỗ người ta bổ, gọi là bổ là chỗ khác nó gọi là té, chỗ khác gọi là nhào. Tùy ngôn ngữ vùng miền nhé. Mình nói sai có mỗi một cái từ nở cao nở thấp mà bắt bẻ suốt, rất là mệt. Thì lúc nãy là mình đã quẹo theo hướng kia rồi mọi người. Bây giờ mình lại đi hướng đối diện nhá. Có nghĩa là mình quẹo theo hướng kia là đi ra chợ Bản Chúng, ra bờ biên và đi ra cái chợ biên giới. Còn bây giờ mình sẽ quẹo hướng đối diện thì mình sẽ đi ra cái chợ mà mua quần áo, cái khu siêu thị mà mình hay quay cho mọi người xem á. Và cái phố Tây. Đây. Xe điện bên này thế này. Khi mà người sang đây mà đi xe điện mà người ta đưa đón đi chơi là xe điện đấy đấy. À. Có nghĩa là theo tour ấy thì người ta sẽ cấp cho mọi người, làm cho mọi người một cuốn sổ theo tour du lịch ấy. Một bữa ăn, bữa trưa hay sao á. Và một chiếc xe để cho mọi người di chuyển. Ở bên này thì người ta chạy xe điện này thôi. Điện công cộng, cứ quét cái là 15 tệ. 15 tệ là đi, 2 tệ. 2 tệ là đi được 15 phút. Đó, khi mà mọi người... nhập cảnh vào Trung Quốc, mọi người muốn đi thuê xe điện thì mình đã giới thiệu rất là nhiều video rồi. Mọi người lấy xe điện như mình và bắt đầu trải nghiệm. Mọi người đi thẳng là sẽ ra cái chỗ cái khu mà mình hay quay cho mọi người, hay đứng ở đấy để nói về đèn xanh đèn đỏ ấy. Xong mình sẽ chỉ mọi người cách mà đến được cái chợ mà mua quần áo xỉ nẻ nhá. Chợ hai tầng, mình gọi là chợ hai tầng, còn các cô chú hình như gọi là chợ cọc màu ạ. Và đi lên một tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người một cái chỗ gọi là mua đồ ở Trung Quốc siêu rẻ luôn. Hai cây xúc xích 800 gram mà có 10 đồng thôi mọi người. Còn chưa kể bánh kẹo thì còn rất là nhiều loại. Đó. Đường phố ở Trung Quốc thì đi khá là dễ mọi người ạ. Khá là dễ luôn. Tại vì đường nó rộng, cái thứ hai nó sạch và cái thứ ba nó là không có tiếng ồn. Và mình nhìn biển báo đây mình cũng biết hết này. Đấy, tốc độ 40 km, cấm xe đỗ xe là đậu xe này, rồi là cấm bốc còi này. Đó. Mình đi cái tốc độ của mình rất là chậm vì mình muốn để cho mọi người xem cái video của mình nó không bị chóng mặt á. Chứ mà mình kéo nhanh hôm bữa mình kéo nhanh quá, nhiều người vào bình luận bảo ô cái thằng này nó đi xe vậy thì mọi người xem chóng mặt lắm, không được. Vậy nên mình cố gắng mình thay đổi chỉnh sửa. Còn mấy cái đưa chỉ đường này, mấy cái chỉ đường này người ta chỉ bằng tiếng Trung, ở dưới là có tiếng Việt mọi người nhá. Ví dụ như là cái đường chính, trục chính ấy, là đại nội Bắc Luân á. Đại nội Bắc Luân mình ra đấy mình chỉ cho mọi người. Đại nội Bắc Luân đây này. Đó. Thế mọi người thuê xe điện, mọi người xuống dốc đi, mọi người nhìn thấy cái kìa. Có một cái chốt công an kìa, chốt cảnh sát kìa đấy. Chốt police kìa đấy.
thì mọi người đến đây, mình sẽ chỉ cho mọi người chỗ này. Đây nhá. Mọi người đến đây thì mọi người muốn đi, nếu mà mọi người muốn đi Vạn Vĩ, đấy Vạn Vĩ thì đi hướng này. Vạn Vĩ đi hướng này, có nghĩa mọi người quẹo trái là đi Vạn Vĩ. Quẹo phải nhé, quẹo phải mọi người nhé, quẹo phải để mình nói nó từ từ ấy, tại vì mình đang bị say nắng rồi mọi người. Đây, đến ngã tư này, mọi người quẹo phải là đi Vạn Vĩ. Mọi người cứ đi theo cái biểu tượng du lịch kìa. Đó, đó là biểu tượng của chàng trai người dân tộc Kinh đó. Đi theo cái hướng đó là đi ra Vạn Vĩ. Còn quẹo hướng này đi ra phố Tây. Phố Tây ở Trung Quốc. Còn muốn đi mua quần áo thì đấy, cái chợ hai tầng kìa. Đó, cái chợ hai tầng mà mình đang quay cho mọi người xem đó. Đấy là cái chỗ mà bán buôn, bán sỉ quần áo. Đủ các loại hết. Nó có khoảng hàng ngàn mẫu áo nam, hàng ngàn kiểu áo nữ, hàng trăm kiểu quần bó nam và hàng trăm hàng nghìn cái kiểu quần nữ nữa đó, ở trong đó là chợ hai tầng. Nó là cái khu mà trưng bày những cái sản phẩm quần áo sỉ và nẻ lớn nhất ở khu vực này luôn, mới mở đấy. Còn mọi người muốn mua đồ ăn đồ uống mà siêu siêu rẻ và nói chung là nhiều ấy thì mọi người chạy thẳng một tí nữa là lên chỗ gọi là cái siêu thị. Vậy nên trên kia là cái siêu thị mình hay quay cho mọi người xem á. Cái siêu thị đó thì bán đồ siêu rẻ luôn. Còn chợ thì ở đây rất là nhiều chợ, mọi người có thể trải nghiệm mua những cái chợ nhỏ nhỏ thôi. Mua cá, mua tôm hay mua gì cũng có. Còn nếu mà mua quà về thì về Việt Nam ấy thì mình nghĩ rằng là mọi người nên chạy đến siêu thị. Nên siêu thị mua thì nó nhiều hơn và nó đầy đủ, không thiếu một cái gì, giá của nó hợp lý và nó bình ổn. Bên Trung Quốc này thì người ta không có chặt chém đâu nhá, mọi người không phải sợ. Việt Nam mình ví dụ như là nhiều người thấy người nước ngoài là hay kiểu chặt chém thêm 50-30. Bên Trung Quốc này không có chuyện đấy đâu. 12 tệ là 12 tệ, 13 tệ là 13 tệ, chuẩn, không có nói thêm đó. Không có chuyện trả giá hay gì nữa. Nói chung là đường ở đây khá dễ đi mọi người ạ. Mọi người đến cái chỗ mình vừa chỉ ấy thì mọi người quẹo theo hướng đi Vạn Vĩ này. Đây cứ chạy thẳng hoài là ra cái khu vực để quẹo vào Vạn Vĩ. Thì mọi người sẽ thấy một cái chỗ thế này. Đó, cái đây là cái khu trung tâm mua sắm có thể là rẻ kinh khủng khiếp luôn mọi người ạ. Cái khu này bán bánh kẹo, bán đủ loại hết á. Đó, chân gà rồi là cánh gà hay cái gì cũng có hết trong đây nhá. Đó, không thiếu một cái gì đâu mọi người ạ. Và một cái điều đặc biệt mình muốn nhấn mạnh ở đây, mình muốn chia sẻ cùng mọi người đó là cái nét đẹp văn hóa của người Kinh ở Tam Đảo. Mình thấy được lan tỏa khắp khu vực thành phố Đông Hưng này mọi người này. Tại vì mình đi đến đâu cũng có thấy những cái hình ảnh mà quen thuộc. Đó là cái cô gái mặc áo dài và chàng trai người Việt đấy. Khi mà đi Tam Đảo mình mới thấy. Bây giờ ấy, mình sẽ đưa mọi người đi để mọi người thấy những cái hình ảnh quen thuộc đó ở đâu. Và cái nét đẹp đó là như thế nào. Nhá, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái nét đẹp văn hóa của người Kinh mình. Không phải nói người Kinh mình là người dân tộc Kinh ở Trung Quốc. Ni hao à? Việt Nam à? Trung Quốc à? Ni hao à? Mình đi chơi á? Đi du lịch á? Chắc ố từng. Thế là anh này có thể là anh là người Trung Quốc, anh đang làm TikToker ấy, TikToker. À. Thế chưa? Mọi người thấy đặc biệt không? Anh không biết anh quay cái gì ấy, mà anh không có dùng tay dùng quay kiểu như mình đâu, mà anh có cái bộ khung sẵn trên người ạ. Anh cột vào rồi thì anh cứ để và anh quay thôi. Anh cúi cho anh quay cái cây ớt hay sao á. Nói chung là mình mà biết được tiếng Trung Quốc nữa thì khá là ok luôn. Chắc để mình sắp xếp học cấp tốc mình ạ. Học cấp tốc thôi để nghe được người Trung Quốc nói gì và hiểu được người Trung Quốc nói gì, nói lại với người ta. Quay những cái video nó chất lượng, những video nó ý nghĩa cho mọi người xem. Mình phát hiện ra bên trong kia có một bức tượng hình ảnh nét đẹp của người dân tộc Kinh ở bên Trung Quốc này. Bây giờ mình chờ ô tô đi qua mình cho mọi người xem. Đó. Đây. Bên trong đây mọi người ạ. Nếu mà mọi người không để ý kỹ thì không thấy đâu. Mình phải cố gắng nhìn thì mình mới thấy. Đó. Đây này. Đây là người đàn ông đi càng heo mọi người ạ. Có nghĩa là đi bằng hai cái cà heo dưới đây này.
và người ta dùng một cái cây gọi là cây vợt, vợt khổng lồ ấy, người ta vợt cá trên sông mình ạ. Đó, vợt cá trên sông, vợt cá trên biển. Đây là một cái nét đẹp biểu tượng của người kinh tộc ở Tam Đảo. Và mình thấy ở thành phố Đông Hưng này người ta rất là ưu ái và người ta rất là gọi là như kiểu là đề cao cái du lịch ở Vạn Vĩ và cái người Kinh ở Tam Đảo. Đó, nét đẹp văn hóa người Kinh ở Tam Đảo thì được phổ biến khắp đường phố ở Trung Quốc, khắp đường phố ở thành phố Đông Hưng. Bây giờ mình đi tìm tiếp những cái nét đẹp đó nhé. Đó, phía trước mọi người có thể nhìn thấy đây này, đó là lại một biểu tượng của cô gái người dân tộc Kinh, một cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Kinh ở Tam Đảo mọi người. Nét đẹp văn hóa đó là cô gái mặc áo dài, đội nón và đặc biệt là chơi đàn cò mọi người. Thì đến sắp tới đây mình xuống đó mình quay cái lễ hội cái rước kiệu gì đó, không biết là hôm đó có tổ chức chơi đàn cò không, mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Người ta chơi đàn cò rất là hay luôn, đàn cò có 1 giây hay 2 giây, 2 giây xong á, à 1 giây, đàn cò 1 giây mọi người. Mà mình thấy người ta kéo cái cảm giác, cái bài hát, cái câu chuyện nó ru đưa rất là hay. Để hôm đấy mình xuống mình quay cho mọi người nghe những cái bài hát, những cái bản nhạc của người kinh tộc ở Tam Đảo mọi người nhá. Thì kinh tộc Tam Đảo thì có liên quan nguồn gốc ở Việt Nam mình, từ Đồ Sơn á. Đồ Sơn, Hải Phòng thì ngày xưa người ta đã ra đi và đến đó để định cư, lập ấp. Cái thời đó ở ngoài đó thì có nhiều gọi là phong phú hải sản cũng như là thảm thực vật, rồi là động vật. Thì người ta nên nói người ta đấy là thiên thời địa lợi. Người ta đã lập ấp ở đó là cách đây khoảng độ trên dưới 500 năm. Thì lập ấp ở đó trên dưới 500 năm thì sau này thì do cái vấn đề chính trị giữa các nước thì bây giờ hiện tại là thuộc về Trung Quốc. Còn ngày xưa thì hồi đó thì mình nghĩ rằng lúc mà các cụ mà ra đó ấy, thì mình nghĩ rằng là hồi đó vẫn đang là cách đến 500 năm trước thì hồi đó vẫn là của Việt Nam mình ạ. Ngày đó chắc là của Đại Việt. Thì sau này thì chiến tranh xảy ra, rồi là sự tranh chấp đất đai, thì nhiều vấn đề nữa. Thì cái đó thì thời nào cũng có, cái đó thì nước nào cũng xảy ra mà. Thì cái chuyện đó không nói được. Mà vấn đề mình muốn nói ở đây là người Kinh ở Tam Đảo vẫn còn giữ được cái nét văn hóa của người Việt mình. Đó là đội nón lá, chơi đàn cò và đặc biệt là biết nói tiếng Việt mọi người nhé. Hôm đó mọi người ai mà đi thì đăng ký với mình, mình sẽ đi xe điện hoặc là xe buýt. Cây cầu này, cây cầu Bắc Luân 2 mọi người nhé. Cầu này thì mục đích chính là để giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc bằng xe mọi người, xe công, xe tải gì đó. Còn đây là những cái dòng chữ người ta viết ở ngay phía dưới chân cầu. Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Người ta viết bằng tiếng Trung cho người ta dịch cho tiếng Việt. Đây, mọi người có thể thấy là đây có một cái biểu tượng du lịch dành cho thành phố Đông Hưng. Đó là người dân tộc Kinh ở Trung Quốc mọi người nhé. Người dân tộc Kinh ở Đông Hưng này rất là nổi tiếng. Mình đã xuống đấy rồi. Ở dưới đấy nó có đầy đủ những cái khu gọi là như kiểu trưng bày, khu triển lãm, rồi có những cái đoàn du lịch người ta đến, người ta tham quan. Người ta rất là thích đến tham quan người dân tộc Kinh ở Tam Đảo này. Và mình phát hiện ra là toàn thành phố Đông Hưng này này có rất là nhiều khu trưng bày cũng như là có những cái hình gọi là hình đại diện ấy, là người dân tộc Kinh ở Tam Đảo làm đại diện du lịch cho cái khu vực Đông Hưng này. Hiện tại thì mình đang di chuyển tới phố Tây. Ồ, thấy không? Đây là một cái khu phố khá là đẹp luôn mọi người ạ. Và nghe mọi người nói rằng ở đây thì buổi tối diễn ra đủ các chương trình mọi người ạ. Kiểu như là bar, rồi là nhậu nhẹt, đủ thứ hết. Và mình đang cố đi vào bên trong kia để quay cho mọi người xem cận cảnh hơn. Đây, phố Tây Trung Quốc. Đó, thấy không mọi người? Phố Tây nhưng mà tiếng là tiếng Trung Quốc mọi người nhá. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là cái khu này ấy, người ta dành cho người Tây. Người Tây người ta ở, người ta đến, người ta ăn chơi. Gọi là phố Tây thôi. Còn những cái nhà trong đây là nhà người Trung Quốc nhá. Nhìn khá là đẹp luôn. Đây, có những quán nhìn như thế này. Quán này thì mình nghĩ không nhầm là quán Pa mọi người ạ. Ba Ba. Đó. Ở trong đây thì chắc cả trăm quán Ba mọi người ạ. Nhiều lắm. Nhiều quán Ba lắm mọi người ạ.
Thì người ta phục vụ cho khách Tây nên chủ yếu là quán bar để nhảy và uống bia uống rượu thôi. Đó, như thế này khá là đẹp luôn, đồ sộ mọi người. Buổi tối ở đây thì lên đèn thì khỏi nói luôn mọi người ạ, lên đèn phát sáng rực hết khu vực này, rất đẹp luôn. Đây rất là nhiều bạn trẻ đến đây để chụp hình này, không biết là người bạn à các cô ấy, không phải bạn trẻ đâu. Có những hình ảnh kiểu như những người lính thời xưa, thời Anh, thời Pháp á. Không biết là các cô là người Việt Nam hay là Trung Quốc. Đó, các cô. Ở khu này thì khá là rộng luôn mọi người ạ. Mình đi thẳng lên trên kia một khoảng khoảng là 300-400 mét. Có khi hơn á, xong quẹo bên tay trái, quẹo bên tay phải chắc phải được cây số nữa. Rất là rộng luôn. Những cái tòa nhà như này. À. Mấy cô này Việt Nam. Cô người Việt Nam luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Cô đi theo tour hay là đi visa cô? Tour à? À, tour mà không có người dẫn đoàn hả? À? À, con giật mình. Đấy. Thì đi tour mọi người cũng có thể là tách tour ra đi chơi như này, nhưng mà phải quen biết đường. À, ăn cơm xong ra đi. Chứ đi tour là mọi người phải có đoàn viên, à có dẫn đoàn. Dạ. Mọi người đang chụp hình thôi, mình chả hỏi nữa, để cho mọi người chụp hình đi. Đấy, đây nó làm thiết kế đẹp lắm mọi người ạ. Ồ, oh. Ôi trời ơi, trong kia. Dạ. Yeah. Trong đây khá đẹp luôn. Bên trên đây thì người ta tạo ra những cái hình ảnh kiểu như group ấy mọi người. À đây, trang trí để cho người ta đến chụp hình. À, có nghĩa là các cô đó là đi tour du lịch mọi người. Đi tour một ngày hoặc hai ngày, nhưng mà các gọi là người dẫn đoàn, đúng chung là người dẫn đoàn đang đi ăn cơm ăn nước. Còn các cô ăn xong trước, các cô ra đây chụp hình. Đó, ra phố Tây chụp hình. Đó. À, còn bây giờ mọi người lưu ý một tí, đó là mọi người đi một mình là phải có hộ chiếu xin visa nhá. Còn mọi người đi một mình mà không có hộ chiếu xin visa thì không đi được đâu. Còn cái nữa đó là mọi người đi tour du lịch ấy, là đi tour nhá. Nghĩa là mọi người kiếm khoảng đầu từ 3 người trở lên. 3 người trở lên mới được một tour nhá. Còn nếu mà dưới 3 người thì mọi người sẽ phải gọi là ghép tour, ghép đoàn ạ. Nói xin lỗi mọi người, là ghép đoàn nhá. Có nghĩa là mọi người đi một người, hai người, mọi người phải ghép vào đoàn khác để đi cho đủ số lượng nhá. Đó, trong đây khá là đẹp luôn. Đó, tòa nhà nhìn nó khá là đồ sộ. Thì video này mình chủ yếu muốn chia sẻ mọi người rằng là toàn cảnh thành phố Đông Hưng Trung Quốc và cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Kinh được lan tỏa ở khu vực thành phố Đông Hưng này. Và cái nữa đó là mình nói cho mọi người hiểu những cái lưu ý khi mà đi du lịch ở Đông Hưng Trung Quốc nên biết nhá. Có nghĩa là mọi người phải chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. Và cái thứ hai là những cái gì mọi người cần thiết mang theo thì hãy mang theo, trừ những cái trong cái danh sách cấm của Trung Quốc ra. Ví dụ như là trái cây, giày dép mà giày dép mới mọi người nhá. Trung Quốc không cho mang những cái hàng ở nơi khác vào đấy, vào nước nó đâu. Nó cho phép mang về nhưng mà không cho phép mang vào nhá. Rồi những cái hạt như hạt đậu, hạt đỗ gì đó, tất cả các loại hạt luôn, Trung Quốc nó cũng cấm. Còn các loại vũ khí và các loại vật gây sát thương thì cái đấy là cấm chắc 100% rồi nhá. Còn những cái kia thì mọi người mang theo thì gần như người ta cũng không cho mang theo đâu, người ta bắt bỏ. À, đây có một số anh bố mít công an đang bắt xe trong mọi người. Xe à? À không phải. Ôi trời, đường phố đây nó làm đẹp, khá đẹp luôn mọi người ạ. Còn có nhiều người bảo là có nhiều người Việt mình đang làm chui bên này. Cái đó thì mình không biết nhá. Còn mình quay cho mọi người xem là những người Việt đang làm bên này là những người làm việc hợp pháp nha mọi người nhá. Người ta cứ phải 3 ngày người ta phải đi đóng dấu, trả dấu một lần. Người ta hợp pháp á. Chứ người ta không hợp pháp mà người ta dám lên video của mình à. Hợp pháp nhá. Còn ai mà muốn đi làm bên này thì tìm việc trước đi, còn giấy tờ thủ tục thì có thể là tham khảo ý kiến, gọi điện cho mình có thể là mình biết, mình chia sẻ cho. Đó. Thôi video này mình chia sẻ đến đây nhá. Đây, các cô vừa chụp hình xong, các cô đang chuẩn bị ra xe để đi về này. Video mình chia sẻ đây nhá. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người video sau.
mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì cho mình một like, một chia sẻ hoặc là một comment để cho video mình được tương tác mạnh hơn và nhiều người xem hơn. Cảm ơn mọi người nhé.